Xin chào mừng tất cả chúng ta cùng đến với sông đá Hiếu Thảo để chúng ta đến chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là Simi Văn 13 và Kim Hoàng FC. Ngày hôm nay có thể là do một vài lý do khách quan. Wow! Tỷ số đã được mở dành cho câu lạc bộ Hoàng Kim FC. Một lần nữa các bạn, chúng ta sẽ là bàn thắng mở tỷ số vừa rồi của cao thủ câu lạc bộ Kim Hoàng. Đó là bàn thắng của cầu thủ bàn áo số 1 Vinh Rau. Đều là những câu lạc bộ có tiến tầm ở khu vực Golden Milk. Hai, sự phân bội bà vẫn giữ được bàn chân quyết định của câu lạc bộ này. Không vào! Quá đáng tiếc! Không cười, chạm chạm vào bóng của bánh mì. Ngày hôm nay Phúc Kinh Giang đóng vai trò là một anh cameraman cùng với ekip chúng tôi đi tác nghiệp ở sông đá Gia Phú. Chúng ta cùng đến với tình huống này. 3-2 rất nguy hiểm, có cơ hội tung ra cú đá, không vào. Dù đã qua đi thời kỳ thi đấu đỉnh cao ở giải đấu cao nhất trong các hệ thống giải của Việt Nam, nhưng thầy Cường vẫn còn đó phong thái và một phong cách thi đấu rất giống một cầu thủ chuyên nghiệp. Không vào. Đội chuyền bánh mì, đội chuyền của bánh mì có được phút giữ điểm. Không vào. Đây là Vinh Râu, vẫn là Vinh Râu. Vinh Râu chính là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay, và đến thời điểm hiện tại thì đó cũng là bàn thắng duy nhất. Linh Công Ba có được đó. Linh Công Ba giữ điểm. Không vào. Như vậy tài báo đường tung vào sân. Như vậy thì hai ngôi sao lớn nhất của CP Phóng 13 hiện tại đó là Linh Công Ba và tài báo đường đã chấp sân rồi. Không vào. Lấy bóng dành cho câu lạc bộ Kim Hoàng. Cầu thủ Kim Hoàng đang chơi với một lần lối đá vô cùng tập thể và đoàn kết. Giữ điểm. Và lưới của thủ môn thì đã là dù là thứ 2 rồi. Tuyệt vời quá doanh hài Vinh Râu. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi. Vinh Râu đã tung ra một tình huống ngoặc bóng đánh lừa được cầu thủ của câu lạc bộ Siêu Mi Phong Bôi mà. Không hiểu là tại sao tài báo lại làm như vậy. Kim Hoa giữ điều không vào. Chúng ta cùng đợi xem. Linh Công Ba! Tình huống phối hợp quá hay giữa Linh Công Ba và Thầy Cường! Tiếng áo xuất xa! Không qua được cái đầu của trung vệ Hữu Huỳnh. Có vẻ như Hữu Huỳnh cũng đang bị đậu. Cú thả bóng. Giữa điểm không vào! Vẫn còn! Hoan hô màn trình diễn tuyệt vời của thủ môn Thanh My và đến lượt thầy Cường siêu ôm đầu cùng với Linh Công Ba. Lam Quốc, thầy Cường, Linh Công Ba bật từ gói, vẫn có thầy Cường. Kỳ vọng thật nhiều giờ thất vọng thật nhiều. Tiếp tục là quả đá biên dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Simi Phong 13. Tài báo Thầy Cường, Linh Công Ba. Và tài báo đã lạnh lùng bước ra khỏi khu vực vòng cấm của Kim Hoàng FC như là một lời chứng minh đánh thép. Đẳng cấp của tài báo là mãi mãi, trình độ của tài báo là mãi mãi.
Mình lại được kết hợp chúng ta xem lại bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Tài Báu dành cho đội bóng chủ nhà Siêu Mỹ Phẩm 13. Đối chuyền Linh Combo Tài Báu Tinh Âu giữ điểm 0-3. Phản công dành cho câu lạc bộ Kim Bảng. Đồng đội, tỷ số đã nâng lên 3-1 dành cho câu lạc bộ Kim Bảng. Từ một tí điện cũng không biết anh ta làm gì. Trong những tình huống đối mặt giống như vừa rồi, các bạn chúng ta xem tình huống. Nên tỷ số lên 3-1 của các thủ câu lạc bộ Kim Hoàng. Cú thả bóng hơi khó của Phúc Marcelo và bóng rơi. Dứt điểm không vào. Đây mới là những hình ảnh của tí điện mà tôi muốn nhìn thấy. Thanh Nhàn dứt điểm. Bàn thắng là của phó chủ tịch câu lạc bộ Siêu Mỹ Phẩm 13 Thanh Nhàn. Một lần nữa các bạn chúng ta xem lại bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Và đang là cao thủ câu lạc bộ Kim Hoàng FC. Khá bình tĩnh. Hữu Thống giữ điểm không các bạn chúng ta xem lại bàn thắng san bằng tỷ số của Tài Báu. Đội chuyền lên Đăng Quốc. Cú thả bóng của Đăng Quốc dành cho Tài Báu. Tài Báu vẫn là Tài Báu. Tôi đã phải dừng lại để nhìn xem thứ liệu có bàn thắng hay không, vì đó là một quả đá quá nhanh. Và trọng tài của chúng ta đã chỉ tay và chấm ra bóng. Tỷ số được nâng lên 4-3 dành cho câu lạc bộ Kim Hoàng FC. Thầy Cường Siêu vẫn đang là thầy Cường Siêu. Muốn lay bóng quá coi không ơi áp sát đi ngáo đi cơ bò thầy Cường Siêu cơ bò quá đẳng cấp lên cơ bò. Tỷ số là 4-0. Mình có 3 chính là người đã tạo ra tình huống tấn công đó. Đang chia rồi. Đánh đầu. Không bơ. Cú thả bóng dành cho Tài Báu. Goal! 5-0.
trong Marcelo. Hữu Huỳnh Công Si. Đâu có gì đâu khó, đẳng cấp quá Cường Siêu ơi. Một lần nữa các bạn, chúng ta sẽ là bàn thắng nâng tỷ số lên 6-5 của thầy Cường Siêu. Ngạo nghễ giang đôi tay ra mừng bàn thắng của thầy Cường Siêu. Coi không vào, Hoàn Hồ thủ môn Tí Điền tình huống có tư vừa rồi. Minh Thuận. Coi vào. Tỷ số được san bằng 6-0. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Ghi bàn đó là quá hay. Đây cũng là phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Nhiều khả năng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số là 6-0. Hình như không có 6-0 các bạn ạ. Tỷ số lên 7-6 dành cho câu lạc bộ Simi Bắc Môi mà. Đó là Tí Ngẫu. Quá đẳng cấp Tí Ngẫu ơi. Quả sút xa của Tí Ngẫu đã mang lại bàn thắng nâng tỷ số lên 7-6 dành cho Simi Phóng Mồi mà. Và như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu thứ hai cũng đã vang lên rồi. Simi Phóng Mồi mà đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 7-6 các bạn.